Thưa quý vị, đến khi nào các dự án trọng điểm tại thành phố Biên Hòa mới giải quyết xong bài toán về mặt bằng và bàn giao cho các chủ đầu tư để đốc thúc thi công, triển khai nhanh tiến độ? Đó là vấn đề đang được rất nhiều người quan tâm. Bởi lẽ dù đã nhiều lần đề ra giải pháp cụ thể, thế nhưng nhiều dự án hạ tầng tại thành phố Biên Hòa vẫn tiếp tục bị chậm tiến độ. Lo lắng là tâm trạng chung của các hộ dân trong vùng dự án và cả các đơn vị thi công. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại dự án thi công đường ven sông Đồng Nai. Và theo cam kết ban đầu thì dự án này sẽ bàn giao vào tháng 6 năm 2023 này. Nhưng mà tính tới thời điểm này thì dự án mới hoàn tất tổng khối lượng được khoảng 40% và còn rất là nhiều hộ dân chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Mặt bằng tại khu vực thi công dự án đường ven sông Đồng Nai còn rất nhiều đoạn ra beo như thế này. Và đây cũng là nguyên nhân chính khiến máy móc, thiết bị v.v. của các đơn vị thi công khó tiếp cận vào hiện trường. Chờ đợi và hy vọng bàn giao hết mặt bằng trong thời gian sớm nhất là tâm trạng chung của chủ đầu tư lẫn đơn vị thi công. Nhưng nhiều tháng, thậm chí cả năm trời, mặt bằng vẫn cứ vướng, trong khi thời hạn bàn giao dự án thì đã sắp nút. Có mặt bằng chỗ nào thì đơn vị chúng tôi sẽ trực tiếp thi công hoàn thiện xong chỗ đó, thì cũng phối hợp, cũng mong, kính mong các bà con cũng như các ban ngành phối hợp để giải phóng mặt bằng tốt để đơn vị thi công cũng như chủ tư sẽ hoàn thiện tuyến đường mình sớm nhất. Mặt bằng đang hiện tại đang khó bàn giao thì đơn vị thi công rất là khó cái phương tiện vận chuyển kéo xe, đặc biệt là thi công kể cả vật xe máy, vật tư đi đến những cái địa điểm mà thi công nó hơi bị vướng. Riêng đối với đường hung lộ 2 thì vừa rồi qua cái sự phối hợp làm việc với lại thành phố Biên Hòa thì cái phần bên phường An Hòa thì cũng đã cơ bản hoàn thành, coi như hoàn thành, các hộ dân đã bồi thường giải phóng mặt bằng xong. Còn duy nhất một vị trí chỗ công ty Kim Khí Long An thì đang tiếp tục thực hiện. Và theo cái sự phối hợp làm việc thì dự kiến là tháng 6. Theo báo cáo từ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Biên Hòa, dự án đường ven sông Đồng Nai đoạn từ cầu Hóa An đến giáp danh huyện Vĩnh Cửu có chiều dài khoảng 5,2 km với tổng diện tích thu hồi hơn 20 ha. Trong quý 1/2023, thành phố Biên Hòa đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư 14,2 trên 16,19 ha với tổng chiều dài khoảng 4 km, đạt tỷ lệ khoảng 77% mặt bằng dự án. Đối với dự án xây dựng mới cầu Vàm Cái Sứt trên đường Hương Lộ 2 nối dài, trong quý 1 này, thành phố Biên Hòa cũng đã hoàn thành công tác bồi thường và bàn giao 100% mặt bằng cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh. Còn đối với dự án đường Hương Lộ 2 giai đoạn 1, thành phố Biên Hòa hiện đã bàn giao 7,9 trên 8,6 ha. Hiện nay thì Trung tâm Phát triển Quỹ đất cũng đang phối hợp với ban dự án đường sông là chủ đầu tư tập trung ở trong quý 3/2023 của cái dự án đường Hương Lộ 2 thì vừa qua thì Ủy ban tỉnh cũng đã ban hành cái quyết định phê duyệt cái kế hoạch xuống đất bổ sung, ở trong đó có cái dự án này thì dự kiến là sẽ tập trung xử lý xây dựng giá đất cũng như là lập thẩm tra phê duyệt phương án bồi thường, dự kiến cũng sẽ xong từ nay cho đến quý 3 năm 2023. Thực tế mặt bằng là phần quan trọng nhất để đảm bảo thi công dự án. Phải giải được bài toán này thì tiến độ của dự án mới được triển khai nhanh, giảm được các phát sinh không đáng có nếu tiếp tục kéo dài thời gian bàn giao công trình.